niềm vui, bên cạnh đó cũng là có một nỗi niềm của các cô giáo. Chỉ ít ngày nữa các cô sẽ chính thức xa các bạn nhỏ của mình, những người mà gắn bó với các cô. Có những bạn còn có khi tôi còn nhớ rằng là ôm ấm các bạn cả một buổi trưa khi các bạn mới đến trường, khóc, và đặc biệt là có khi còn nôn chớ ra người các cô. Thế nhưng mà các cô vẫn không quản ngại, các cô vẫn yêu thương các con như chính những đứa con thân yêu của mình. Có lẽ những nỗi niềm đó chỉ là những người làm mầm non mới có thể hiểu được, và chỉ các con có hiểu được tình cảm mà các cô dành cho các con rất nhiều. Trân trọng cảm ơn các con.